câu luôn. À, soi gương thẹn cái hành câu, tu hành gần đến bạc đầu chưa xong, tu bây giờ gần tới bạc đầu luôn chưa xong. Cho nên á, nhờ á tinh tấn siêng năng niệm Phật tới bây giờ đó là 53 tuổi rồi, nhưng mà mình phải gán, cố gắng gán tinh tấn. Đừng dạ, kính thưa toàn thể anh em ở đây và kính thưa toàn thể quý vị đồng đạo sơ gặp kính mến, thì theo cuộc đời của chúng tôi tu mà được đến ngày nay đó thì cũng được cái duyên lành bà nội. Tại vì bà nội đã tu là 30 năm thì chuyên về niệm Phật, thì bà nội bỏ mồi. Thì tôi là một cái người vô dốt, không biết có học, cho nên là cái người thường mẹ nó làm đi đào hái cái bốn cái cung súng rồi tôi theo mẹ thôi. Rồi sau khi bà nội đó sắp sửa qua đời thì thường thường á thì tôi còn tới nuôi với bà nội để là thăm bà nội hoặc là mua đồ ăn cho bà nội cũng ít thôi. Thì khi mà đến giai đoạn cuối cùng thì bà nội ra đi đó, bà nội kêu tôi là sao mẹo ơi, kêu mấy đứa con là mấy đứa cháu kêu sao mẹo gì à. Thì lúc đó tôi có 16 tuổi à, thì chưa có tu hành thì chưa biết niệm Phật đó. Thì bà nội nói con có gì bà nội ơi. Thì bà nội nói thôi con ở lại gán lo tu để bà niệm Phật, bà về Tây Phương thì biết bao nhiêu con cháu gấp đồng, mà bà nội không nhắc ai hết, chỉ nó nhắc mình lên chúng tôi thôi. Thì bà nội nói thôi vậy là con gán lo tu nghe. Thì cái này con trả lời nó nói dạ con thưa bà nội, thì con nghe lời bà nội để mà tu hành. Thì bà nội nói từ đây trở về sau con cháu đừng hỏi bà nữa, để bà niệm Phật ra đi là 12 giờ trưa ngày mai bà ra đi. Thì bà niệm Phật tới trình mà mình nghe đó, hình như cái người mà vào cái niệm nó dễ dàng, bà niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, bà niệm một hồi mình nghe á giống như bắt máy niệm Phật vậy. Khi ra đi bà niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật thì ra đi trong vòng 8 tiếng đồng hồ đó, thì có đứa cháu cũng là Đinh Minh đó, thì khám ở trên đỉnh đầu của bà nội đó, thì nóng trên đỉnh đầu. Thì từ cái ngày mà bà nội mà nói cho con ở lại gác lo tu đó, thì khi đó tự nhiên cái ăn chay luôn, ăn chay trường luôn. Khi ăn chay trường rồi tự nhiên cái có tư tưởng ngộ đó, con phát nguyện liền, nay con là tên là Sáu Mẹo đó, là nguyện phát tâm để tu hành giải thoát, nhờ ơn Đức Phật cùng miễn giới cũng như là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần, Nam Mô Phật ba lần đó. Nay là con đó là Sáu Mẹo đó, nó nguyện cầu tu để giải thoát theo cái bà nội đó. Thì phát nguyện là ở độc thân tu vậy không có gia đình. Thì phát nguyện vừa xong rồi đó, từ đó sau cái lúc mà chưa có mà phát tâm tu đó là biết sao bệnh đau hoài ốm nhom đó, nhưng mà không có ngày nào mà mạnh cho. Thì khi mà niệm Phật liên tục vậy đó, tới chừng mà một thời gian rất lâu cái tự nhiên cái ông lượng sanh hết bệnh. Từ đó sau cái tinh thần mà nó dũng mạnh, nó nhớ lại cái lời bà nội, bà nội nói ráng lo tu nghe. Thì khi mà cái tâm mà đủ trẻ mà đức thầy nó còn trai nhỏ tuổi tình duyên đang nồng, còn trẻ thì ai cũng phải ham gia đình vợ con lập nghiệp rồi đó trở về già, mà tự nhiên cái muốn mà có gia đình cái tự nhiên cái tư tưởng nhớ là bổ nguyện. Cái sao có ông bảy gặp bên đó, ông ấy Sao Mẹo có thấy mà tu mà độc thân hoài có gia đình đi, chỉ lễ già rồi bệnh đau rồi xuống dưới sông uống nước trong. Cái ông ấy ta thấy ai á tu độc thân thời gian có vợ có chồng cơ, thôi mày có gia đình đi con ơi. Cái tự nhiên cái tôi nói với ổng gì nè, tôi nói với bảy ơi,
cuộc thời lần đó con có tu có nguyện rồi ở vậy để tu suốt cuộc đời không có gia đình, con nguyện là suốt đời đi tu luôn, là nhất định là tu tới chết thôi, là không có vợ. Thì nói với phải mạnh một cái câu vậy đó ha, giờ ai có thương tôi thương thì cũng không có có vợ đó, ở vậy là lo luôn. Thì lúc đó ông bảy đó ông nói là lúc đó là hai mấy tuổi rồi, ông nói vậy tự nhiên mà tôi nói mạnh một câu ha, tự nhiên cái biết sao, tự nhiên cái lòng dục vọng, dục vọng lên cái lòng muốn cưới vợ, cái biết sao, cái lẽ mình phát nguyện, mình hứa với là Tam Bảo, mình tu độc thân cái chết, hứa với bà nội tu tới chừng nào mà bỏ xác thôi theo Phật, mà bây giờ có vợ tu mấy chục năm rồi, để bây giờ có vợ coi kỳ, tự nhiên cái lòng dục vọng nổi là gì đó, lúc đó hàng mấy tuổi rồi. Cái biết sao, tôi nói vậy rồi cho đời mà tàn luôn. Lúc đó cái sao tôi tự nhiên cái hai mấy tuổi đã tóc luôn, cái để câu luôn ha, soi gương thẹn với hành câu, tu hành gần đến bạc đầu chưa xong, tu bây giờ gần tới bạc đầu luôn chưa xong. Cho nên nhờ tinh tấn siêng năng niệm Phật tới bây giờ đó là 53 tuổi rồi, nhưng mà mình phải gán, cố gắng gán trên đất, đừng chưa chứng đắc, mình đừng nghĩ mình đã ăn chắc, thì là chưa chứng đắc thì mình phải cố gắng hành đạo, tâm chưa cầm chắc đừng lăng la dưới sắc tốt hơn. Cho nên là tôi nhờ cái là tôi đối với cảnh tâm mình ham thích cái gì lưỡng sắc ha, tránh xa xa ra đừng lại gần thì được như vậy đó. Cho nên cái tôi mới giữ lập trường ha, là tôi tới bây giờ đó theo mà tôi mà gần gần nha, cái lưỡng sắc hoài đó ha, mà tôi không tin đắn đó ha, rồi vẫn cũng tối luôn, ngồi như leo luôn. Cho nên là thấy không, cho nên bây giờ đó nó điện thoại đó, tôi đâu có xài đâu, điện thoại không xài. Cho nên đó là giữ với lực cái thầy chỉ dạy, còn trai nhỏ tuổi tình duyên đang nồng, cho nên nó còn tình nồng còn ham thích lắm, cho nên là nhờ giữ với lực siêng năng hành đạo mình tránh cảnh, tại cái tâm mình nó còn ham nhiễm, tâm mình còn động, thì cho nên không cần ngủ với sắc xa lắm, cho nên ăn quen ha, thì mình không quen, còn mình nhịn quen thì giống như nhà có niệm Phật đi giữ giới rồi phát nguyện đó, thì tôi có khi mà cái lòng ham muốn ha, muốn cưới vợ cái tự nhiên cái nó nhớ là con miệng, bây giờ muốn nguyện tu giải thoát không có gia đình mà bây giờ đòi cưới vợ coi sao được, đâu trẻ bây giờ tôi mấy chục năm cưới vợ coi sao được, cái tự nhiên nhớ là con miệng cái thôi rồi bị phạt lo tu. Thì vừa qua thì toàn thể cho quý vị đi đại hậu có cái tôi đã cái chuyện lại sao, tại sao mà cuộc đời mà tu từ nhỏ tới lớn mà không có gia đình, thì vì bổn nguyện tôi nhớ lại lời của bà nội chỉ dạy cái gác lo tu. Với cái thứ hai thì tôi có phát nguyện rằng ở vị lo tu suốt đời không có gia đình lo tu giải thoát, thì nhờ bổn nguyện đó thì đến hôm nay thì mấy chục năm tu hành điểm vàng cũng nhờ Đức Phật là các bậc bề trên, vị Bồ Tát cũng cái hậu cho chúng tôi, cũng nguyện cầu Đức Phật từ bi cái hậu độ cho toàn thể chú chị, cho toàn thể là cảnh xa người gần, cho nên anh em ở đây thân tâm thường an lạc, tạo quả chim thành và tu hành cho đến ngày giải thoát. Cho mình thêm cái duyên rồi chút xíu. Từ giờ nãy giờ xin lỗi và xin lỗi quý vị, xin lỗi cô. Đây là nơi nói đạo pháp, không phải là nơi dẫn chơi, nhưng mà tại vì con thấy vậy. Thì lỗi cuối mình nói về tu thì ai cũng ở đây đa số là biết và đang tu. Nhưng mà tại vì con ngồi suy nghĩ cái điều là vấn đề mà cái tham sắc dục giữa đời mà cái đó dường như là khó ai tránh khỏi, đức vua cho đến con người. Thì em mới nhớ một câu chuyện thế này, là em đi đoàn của anh Ba Châu Thanh, có một cái anh đó là câm tuyệt đối, là câm từ nhỏ tới lớn tên Thọ, nhưng mà đẹp trai lắm, nhưng mà không câm thì phải biết, không nói được, không nghe, không nói. Chứ mà cái chú đó nhìn cái khẩu hình miệng mình thì biết, nên để nói cái chữ mà tham dục chỗ này trong đời á, cái chú này từ trên gác bước xuống lên lầu qua rạp và rạp băng thuộc đó, thì trong đoàn nó nói, ê Thọ, ăn cơm sáng đó mà, cơm tắm, để nhìn miệng mà nó biết, không biết, không nghe mà nói gì, nhìn miệng biết câu hình,
hầm. Nè, ăn một tí không? Hầm. Uống cà phê? Hầm. Cái một thằng kia nó giữ nó chơi bời không á? Ừ, đùng. Có nghĩa là gì? Cái gì cũng không á, mà nghe cái kiểu đó đó. Thế rồi không? Ừ, đùng, không biết. Nói kiểu đó. Thì đâm ra hồi nãy thì nói cái đề mà tạm nhập á. Thì cả người không cũng phải còn mê cái điểm đó người được. Mình thử ta sẽ tiến lên sáng. Rồi, cho bố thích thú vậy. Rồi, cho nó còn gì thôi, cho Phú cũng có kết thúc chương trình nãy giờ, cho Phú đi đến sau mời cho Phú cũng có lời gửi đến ông bà con ở đây ha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý cô chú chị, hôm nay cho Phú được tao ngộ cùng với anh Ba Châu Thanh, anh Hoàng Tơ cùng với anh Thành Hậu, anh Đức Dũng chứ sao mẹo, gia đình anh Lành và quý đồng đạo đó vậy, và các anh em YouTube. Thì cho bố thấy cảm nhận đó vậy, tới giờ mình cũng còn vẫn còn hồi hộp đó vậy, tại vì ngồi gần kế danh ca Châu Thanh, anh ấy đi show quý vị, thì show cả trên 10 triệu, nhưng mà anh ấy rất là hòa đồng, về rồi kể tâm sự những câu chuyện Phật pháp, rồi anh nghệ sĩ Hoàng Tơ đó vậy, thì đi về cũng nói đạo pháp rồi khuyên anh em, rồi rất là vui vẻ, rất là hòa đồng đó vậy. Và qua kể những cái câu chuyện chú Sáu mẹ vì sao mà mình đi tu tới bây giờ, cho bố cũng được hiểu là tại sao chú Sáu thấy là toàn ở trong hòn đất, trong hang, trong cốc tu không đi. Bữa nay chú mới mặc quý là trốn ngẩn sắc sao vậy. Và bây giờ thì tiếp tục chương trình là anh Ba Châu Thanh cũng nhờ niệm Phật rồi á, anh ta mới khỏe, rồi có cuộc sống an nhàn và có một cái ngôi nhà khá lý tưởng tại thành phố Hồ Chí Minh và có ngôi Phật pháp vậy. Cho nên là anh nhờ niệm Phật, nhờ chị chú đại bi, cho nên hôm nay cho chú xin lấy lời vàng ngọc của đức thầy ngâm lên một đoạn sấm giảng để tặng quý cô chú anh chị cùng với anh Ba, anh Hoàng Tơ và chú Sáu, anh Thầy Cậu và Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xưa nay sao chữ lạnh tâm, chẳng ai chịu khó niệm sanh thử tôi, trì tâm thì quá ít ôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Rạch tim đem để nó vào thì sao mới khỏi máu đào tôn gây. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Giờ Phú chỉ cho nhớ cái vị thôi mà có lỡ sai lời mà quý vị thông cảm nha. Chúc quý vị sức khỏe bình an. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Thì một lần nữa xin cầu chúc chung cho toàn thể quý vị luôn luôn thân tâm an lạc, đạo quả sớm viên thành, tinh tấn tu hành cho đến ngày giải thoát viên mãn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.